Rồi giờ sư phụ thử chia cái đĩa sau với cái giấy cho 50 nha anh em. Rồi ok anh em nha. Rồi ok sư phụ luôn. Thắng là ba đứng bánh nha anh em ha, lít bánh liền. Đó, thì anh em mà chạy đi. Rồi xin chào anh em GZ 50 nha. Mình đang tiến hành đây mua cái bộ đĩa sau Nissin vàng cho chiếc GZ nha. Sẵn đây sư phụ mình quay thử máy xe ha. Đó, bao nhẹ nhàng cho anh em nha. Mình làm thì không chơi lòng đời. Đó, lắp ráp là dễ dàng như zin cho anh em luôn. Đó, full cấu hình của thằng GZ 50. Xong xuôi em ha. Đó, lắp ráp. Rồi bao đẹp cho anh em nha. Lên full cái đĩa lớn bát lớn cho chủ xe đạp cho thắng ăn ha. Đó thì lắp là bao đẹp cho anh em. Rồi. À, phía trước thì mình lắp cho chủ xe là đạp là bao bê đan bao cao cho anh em đó chút xíu ha đó. Rất là gọn gàng ha, đường dây dầu mình đi là gọn gàng chủ xe luôn, không có thấy gì hết nha đó. Mặt sau thì như pin luôn, thì cái xe GZ này thì hay bị là thắng sau không ăn á, thì anh em cứ qua bên độ xe Việt Nam mình sẽ lên đĩa cho anh em ha, để cho anh em thắng bao ăn nha, chạy đường xa đường dài là yên tâm ha. Bây giờ sư phụ mình đã làm xong cái thắng đĩa sau chiếc GZ 50 nha. Chào anh em nha. Rồi chào sư phụ. Rồi giờ sư phụ thử chia cái đĩa sau với cái GZ 50 nha anh em. Rồi ok anh em nha. Rồi ok sư phụ luôn. Thắng là ba đứng bánh nha anh em ha. Đó lít bánh liền. Đó thì anh em mà chạy đi tour phượt rất là ngon nha. Đó, ok cho anh em ha. Thắng là đứng bánh nha. Không còn như cái bộ thắng đùm là thắng nó không có được ha. Rồi sư phụ mình đã test okay, về nha. Rồi ok sư phụ. Ngon quá. Đó, thắng là bao đứng bánh cho anh em ha. Ngon là cành đào nha anh em.